Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây hiện tượng a dua phụ họa theo những quan điểm lệch lạc sai trái, núp dưới cái mũ tiến bộ đổi mới đã và đang xuất hiện trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Đây chính là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa hết sức nguy hiểm đã được nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 chỉ ra và cần được ngăn chặn, đẩy lùi. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, Xin chuyển đến quý vị và các bạn phần trích bài không được a dua phụ họa theo những quan điểm lệch lạc sai trái của các tác giả Công Minh, Nguyên Minh, bài đăng trên tạp chí Quốc phòng toàn dân. Trước khi dự thảo Luật An ninh mạng được thông qua, dư luận xã hội đã ít nhiều bị ảnh hưởng từ bức tâm thư của nhóm một số cựu quan chức trí thức trong đó có cả những người từng là lãnh đạo bộ ngành xong đã phát tán những thông tin tiêu cực thiếu kiểm chứng. Đáng tiếc rằng những thông tin lệch lạc sai trái đó vẫn được một số người, trong đó có cả cán bộ đảng viên cổ suý chia sẻ trên mạng xã hội. Thậm chí có cả người là viện trưởng chuyên gia trẻ cũng a dua theo họ. Còn với dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, việc người dân hiểu sai, bị kích động gây rối như vừa qua có một phần nguyên nhân từ những thông tin phát biểu sơ hở cảm tính không đúng thực tế của một vài trí thức người nổi tiếng. Tháng 2 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, vì đã viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cách đây một năm, dư luận xã hội từng hết sức bức xúc lên án việc một giáo viên ở ninh bình thường xuyên chia sẻ những thông tin từ các trang web phản động nói xấu đảng nhà nước núp bóng tự do ngôn luận thậm chí có cả một giảng viên phó giáo sư ở một trường đại học cũng thường xuyên đăng tải thông tin xét lại phản bác chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh ca tụng dân chủ nhân quyền kiểu phương tây lãnh đạo nhà trường và cấp ủy đảng đã nhiều lần nhắc nhở phê phán nhưng vị này càng quá mù ra mưa sau khi nghỉ hưu Những hiện tượng Adua nêu trên Ban đầu có thể do vô tình Nhận thức hạn chế Nhưng lại có thể dẫn đến những tác hại khôn lường Không phải ngẫu nhiên Mà nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Đã xác định trong 9 biểu hiện suy thoái Về tư tưởng chính trị có việc Phai nhạt lý tưởng cách mạng Giao động giảm sút niềm tin Vào mục tiêu độc lập dân tộc Và chủ nghĩa xã hội Hoài nghi thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mạc Lê Tư tưởng Hồ Chí Minh xa rời tôn chỉ mục đích của đảng không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phụ họa theo những nhận thức lệch lạc quan điểm sai trái và từ việc a -dua phụ họa này không ít người sẽ bị lợi dụng dẫn đến những sai trái nghiêm trọng hơn tiến tới một trong những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa đó là kích động tư tưởng bất mãn bất đồng chính kiến chống đối trong nội bộ lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội để nói xấu bôi nhọ hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của đảng gây chia rẽ nội bộ nghi ngờ trong cán bộ đảng viên và nhân dân a -dua là làm theo bắt chước theo việc làm sai trái của người khác hành vi này trong đời thường đã là xấu mang lại những kết quả tiêu cực nhưng trong lĩnh vực chính trị a -dua chính trị có thể để lại những hậu quả khôn lường bài học từ những vụ biểu tình gây dối có dáng dấp bạo loạn gần đây cho thấy một bộ phận không nhỏ người dân lớp trẻ chỉ vì tâm lý đám đông đã a dua hùa theo và dẫn đến vi phạm pháp luật còn với những người a dua trên mạng xã hội thông tin xấu mà họ tán phát có thể tạo ra dư luận xã hội tiêu cực dẫn đường cho những hành vi sai trái xa hơn bài học từ sự sụp đổ của liên xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa ở đông âu có nguyên nhân từ một bộ phận cán bộ đảng viên đã phai nhạt lý tưởng A dua tiếp tay cho những quan điểm cơ hội xét lại. Điều lệ cương lĩnh của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga có từ năm 1903 và sau này là điều lệ Đảng Cộng sản Liên Xô qua nhiều lần thay đổi vẫn quy định rất chặt chẽ quyền hạn và trách nhiệm của đảng viên. Nhưng trong hành động thực tế, những người Cộng sản đã thiếu kiên định, không ngăn chặn mà một bộ phận còn cổ suý cho những tư tưởng lệch lạc, sai trái nếu như hàng chục triệu đảng viên đảng cộng sản liên xô không im lặng khi góp bà chốt tuyên bố giải tán đảng thì có thể tình hình sẽ khác đi nhìn từ bài học ở việt nam những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đất nước ta cũng từng đứng trước những sóng gió của thời cuộc trong một cuộc trao đổi với phóng viên báo quân đội nhân dân gần đây nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đã phân tích sau hiệu ứng domino ở liên xô và đông âu sở dĩ chúng ta không tan rã sụp đổ giống họ chính vì những người cộng sản đã không khoanh tay ngoảnh mặt trước những trào lưu cơ hội xét lại có xu hướng gia tăng thậm chí có cả trào lưu trả lại thẻ đảng chúng ta đã sớm nhận diện đấu tranh kiên quyết với những quan điểm sai trái và khẳng định phải kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà đảng bắc hồ và nhân dân ta đã lựa chọn đó là con đường duy nhất đúng chúng ta đã thành công bởi thái độ chính trị đúng đắn kịp thời và niềm tin cách mạng chân chính. Những người a -dua phụ họa cho những quan điểm lệch lạc sai trái có hai đối tượng. Một là do vô tình thiếu hiểu biết, hai là bị kích động bất mãn do cơ hội chính trị mà a -dua. Nguyên nhân một phần do những quan điểm lệch lạc sai trái nhiều khi được ngụy trang dưới những vỏ bọc tinh vi, hào nhoáng của cái gọi là đổi mới, phản biện xã hội, yêu nước chống tiêu cực. Để mỗi cán bộ đảng viên nói riêng, người dân nói chung không bị mắc bẫy a dua phụ họa theo kẻ xấu thì trước tiên chúng ta phải nhận diện rõ được các âm mưu thủ đoạn phát tán thông tin sai trái phản động, cũng như các đối tượng cá nhân tổ chức chống phá Đảng nhà nước ta. Việc phát ngôn, tán phát thông tin cho xã hội bùng nổ thông tin và môi trường không gian mạng được bảo đảm tự do dân chủ nhưng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đặc biệt đối với mỗi cán bộ đảng viên chỉ tuân thủ đúng pháp luật và đề cao trách nhiệm công dân là chưa đủ mà phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên chấp hành nghiêm túc các quy định của đảng những quy định này cần được thi hành nghiêm túc cần xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm nhất là những cán bộ đảng viên có chức có quyền đương chức và đã nghỉ hưu đối với mỗi cán bộ đảng viên để không a dua phụ họa cho những điều sai trái thì trước hết phải luôn tu dưỡng rèn luyện suốt đời như lời bác hồ căn dặn mà trước tiên là tu dưỡng rèn luyện về chính trị tư tưởng kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh tin tưởng ở đường lối chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng nghĩ trái nói trái làm trái nền tảng tư tưởng chủ trương nghị quyết của đảng cùng với đó các cơ quan pháp luật phải xử lý nghiêm minh những đối tượng tán phát thông tin xấu độc, phản động để làm gương. Các tổ chức đảng phải kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh theo pháp luật nhà nước, kỳ luật của đảng đối với đảng viên A-dua, phụ họa cho những thông tin sai trái, phản động và thường xuyên phải có giải pháp giáo dục, quản lý, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phần còn lại của chương trình, xin chuyển đến quý vị và các bạn phần trích bài Đấu tranh phản bác nhận thức lệch lạc quan điểm sai trái của tác giả Hà Nam, bài đăng trên báo Nhân dân. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 khẳng định, đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá đảng nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đang là một trong các nhiệm vụ quan trọng của toàn đảng, toàn dân. Trong bối cảnh phức tạp về thông tin hiện nay, để hoàn thành nhiệm vụ này, một trong các vấn đề cần đặt ra là phải luôn tỉnh táo khi tiếp xúc thông tin, không phụ họa theo nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái của thế lực thù địch. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, ngày nay các phương tiện phổ biến thông tin trở nên hết sức phong phú mà nổi lên trong đó là internet. Điều này làm cho phạm vi tiếp xúc thông tin của nhân loại nói chung, của người Việt Nam nói riêng được mở rộng mà với quỹ thời gian hàng ngày mỗi cá nhân khó có thể bao quát nhất là các mạng xã hội dựa trên nền tảng internet đã hấp dẫn con người không chỉ vì khả năng truyền tải thông tin nhanh chóng kịp thời đa dạng về hầu hết các sự kiện hiện tượng diễn ra trên thế giới mà còn vì đã tạo một môi trường giúp con người trực tiếp tương tác đưa ra ý kiến trình bày suy nghĩ vừa tự bộc lộ vừa giao lưu với người khác qua đó xây dựng những mối liên kết cộng đồng Điều này làm cho những câu chuyện giai thoại trước đây chỉ tồn tại bằng phương thức truyền miệng, nay có điều kiện lan tỏa trong thời gian rất ngắn, trong không gian rộng và rất hấp dẫn. Để chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch cùng một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí cũng đã tận dụng biến Internet thành loại công cụ chủ yếu để lan truyền nhận thức lệch lạc, tuyên truyền quan điểm sai trái, đặc biệt là biến mạng xã hội thành nguồn tin cung cấp đủ thứ tài liệu cho người hiếu kỳ bất mãn từ đó, tiến công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc chủ trương và chính sách của nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của lãnh đạo, bịa đặt và dựng chuyện để gây hoang mang, gieo rắc tâm lý bất mãn, lung lạc đời sống tinh thần nhân dân. Để thực hiện âm mưu đen tối, các thế lực thù địch tỏ ra nhanh nhạy trong việc chụp giật, khai thác các tin tức, hiện tượng, sự kiện từ nhỏ đến lớn xảy ra trong xã hội để bóp méo, xuyên tạc, dẫn dắt nhận thức người đọc theo hướng tiêu cực. Tuy nhiên, việc dựa trên sự kiện hiện tượng đã xảy ra để xuyên tạc mới là một phương diện mà các thế lực thù địch âm mưu truyền bá. Một phương diện khác không kém quan trọng là sản xuất tin giả để đầu độc nhận thức của người tiếp xúc. Trên thực tế, khi đưa ra tin giả, các thế lực thù địch thường chú ý đến sự kiện giật gân, gợi tò mò, thường kèm theo lời dẫn như một nguồn tin thân cận cho biết, một người có uy tín trong lĩnh vực này xác nhận, nguồn tin từ nội bộ cho hay, vân vân để tạo dựng cơ sở cho tính xác thực, khiến người tiếp xúc tin giả không nghĩ đến việc kiểm chứng xác minh. Vì thế, nếu không nắm bắt được bản chất của vấn đề, không chú ý tìm hiểu kỹ lưỡng lại bồng bột và thiếu chín chắn, người tiếp xúc luận điệu xuyên tạc hoặc tin giả dễ bị dẫn dắt tinh thần theo chủ đích của kẻ xấu. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã chỉ rõ, khi mà các thế lực thù địch phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền dân tộc tôn giáo và những yếu kém sơ hở mất cảnh giác của ta để xuyên tạc bóp méo tình hình cổ suý cho lối sống hưởng thụ thực dụng ích kỷ cá nhân chủ nghĩa đồng thời cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động giáo diết chống phá cách mạng ngày càng tinh vi nguy hiểm hơn thì việc tăng cường nâng cao bản lĩnh chính trị trình độ lý luận và sự am hiểu đường lối chính sách của đảng và nhà nước khả năng nắm bắt các vấn đề của cuộc sống để phân biệt đúng, sai, từ đó luôn tỉnh táo, không phụ họa theo nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, trở thành yêu cầu cấp thiết hàng đầu trong nhận thức cũng như trong hoạt động thực tiễn của mọi cán bộ, đảng viên. Khi tham gia mạng xã hội, nếu mỗi cán bộ đảng viên không chú ý và thiếu cẩn trọng, cũng có thể biến tâm sự, suy nghĩ, phản ánh, nhận xét thuần túy của cá nhân thành nguồn tin cho kẻ xấu lợi dụng để cuộc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động phần tử cơ hội bất mãn chính trị chống phá đảng nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng nâng cao hiệu quả xã hội để việc không ngừng xây dựng khả năng tự vệ về tinh thần không tạo cơ hội cho quan điểm sai trái lây nhiễm vào nhận thức của mỗi người thì trước hết cần nâng cao ý thức tự giác của mỗi cán bộ đảng viên ý thức tự giác đó cần kết hợp với yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai minh bạch công bằng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.